Cụ thể là vùng nguyên liệu cây ăn quả miền núi phía Bắc, vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ duyên hải miền Trung, vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên, vùng nguyên liệu lúa gạo tứ giác Long Xuyên và vùng nguyên liệu cây ăn quả Đồng Tháp 10. Cũng theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, việc xây dựng các tổ khuyến nông cộng đồng cơ sở, đặc biệt là cấp xã, lấy hợp tác xã nông nghiệp là nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững. Cùng với đó, tăng cường nhiệm vụ khuyến nông theo hướng dịch vụ chuyển giao công nghệ, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi số. Qua đó, phục vụ phát triển các vùng nguyên liệu ngày càng bền vững hơn.